Rồi sau một hồi chuẩn bị bàn kẹp vô, chắc giờ tôi bỏ lên bếp nướng thôi. Chắc bếp bây giờ cũng có lửa than rồi. Cái mặt kia xuống, ấy cái mặt kia xuống nướng trước. Quay đấy. Cao quá ha. Chắc mình hạ một bên xuống, ái cái bên này xuống này. Đó các bạn, sau một hồi thì chúng ta có một món. Giờ chắc cũng đợi cho tầm khoảng 2-3 tiếng cái đầu heo này nó mới chín được. Đầu heo rất là lớn. Gia vị với cái mỡ heo nó rớt xuống than rất thơm xèo xèo. Giờ công việc chúng ta là chờ đợi thôi.